Xin chào các bạn. Hiện tại thì cái thị trường về camera hành trình tại Việt Nam nó khá là đa dạng và phong phú với rất nhiều giá cả cũng như là chủng loại. Quan trọng là chúng ta mua cái loại nào và cái mục đích sử dụng như thế nào. Dành cho chiếc ô tô của chúng ta mới là điều mà quan trọng nhất, phù hợp với túi tiền này, hiệu năng sử dụng và quan trọng là hợp lý. Hôm nay thì tôi giới thiệu các bạn một trong những chiếc camera hành trình mà theo tôi là có lẽ là độ hoàn thiện, chất lượng cũng như là giá tiền ở mức độ gần như không có gì, không có một đối thủ nào khác trên thị trường có thể sánh được. Trên tay tôi đây chính là chiếc Xiaomi ZK, một sản phẩm của hãng khổng lồ Xiaomi. Đây là sản phẩm chính hãng và bản phân phối trên toàn cầu. Chiếc camera thì rất rẻ thôi, tôi vừa mới mua ở trên một số trang trang quảng cáo, giá của nó chỉ có khoảng 1 triệu 200 ngàn thôi, chưa bao gồm thẻ nhớ. Đây là tổng thể của chiếc Xiaomi mà tôi vừa mới nhận được, còn nguyên hộp. Tôi vừa mới bóc cái lớp ni lông ra thì cũng coi như là đã không còn brand new nữa. Tôi với các bạn sẽ cùng mở thử ra xem chiếc Xiaomi này có gì đặc biệt nhé. Trước hết thì như các bạn quan sát thấy này, vỏ hộp thì khá là bình thường thôi. Vẫn là bìa các tông tái chế. Mặt trước duy nhất có một ký tự Z. Một phần bìa đỏ bao quanh toàn bộ hộp. Phía mặt sau là thông tin chính của sản phẩm này. Thế các bạn lưu ý đây là chiếc Xiaomi ZK 2018 Smart Car. Nó sẽ có một số thay đổi so với các phiên bản khác. Thứ nhất là về cái các bạn quan sát này, 165. Đây chính là cái góc quay 165 độ. Khác với phiên bản cũ là chỉ có 130 độ thôi. Đó, các bạn quan sát này, 165. Cùng với đó là chúng ta có thể quan sát thấy này, một số các thông tin khác như là màn hình LCD 2.7 inch. Có công nghệ cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo trực làn đường ADAS này. Quay 2K 2304. Khẩu độ là 1.8. Màn hình LCD 2.7 inch, độ phân giải 960 x 240. Cùng với đó có một số cái khác nữa, ví dụ như có thể chuẩn kết nối qua điện thoại Wi-Fi này, phù hợp với các hệ điều hành là Android và iOS. Chuẩn của video là H.264 MB4. Chúng ta sẽ cùng mở thử hộp này nhé. Đấy, tổng thể chỉ có này thôi. Tôi và các bạn sẽ cùng mở này. Khá là chặt đó. Rất đơn giản thôi. Một sự khác biệt nho nhỏ đến từ màu sắc của phiên bản 2018 so với 2017. Đó là với phiên bản 2018 này thì chúng ta sẽ có cái màu này, nó gần như là màu xám lông chuột thay vì màu xám đen như phiên bản cũ 2017. Đây là chiếc cam của chúng ta. Tôi sẽ để gọn nó sang đây nhá. Phụ kiện có những gì nào? Dây cáp này. Bọc luôn. Ai à. Dài tầm 3 mét. Đầu cáp khá thông minh, đầu vuông. Sản phẩm chính hãng này, sách hướng dẫn sử dụng này, phụ kiện bao đi kèm bao gồm củ sạc này 5V 2,4 A, bên này chắc là sẽ là đầu gắn chính xác. Đây là phần đầu gắn, phần này chúng ta sẽ gắn lên kính keo dán 3M rất là chắc chắn. Dưới này có một cái chốt cài thôi, đơn giản hiệu quả. Đó các bạn, hộp chỉ đơn giản như này, không có gì quá đặc sắc cả. Bây giờ tôi sẽ đi đến cái quan trọng nhất của chúng ta, chiếc cam hành trình này. Các bạn quan sát này, đây là tổng thể. Phần mặt trước bao gồm ống kính này 165 độ, khẩu độ 1.8. Phần bên này, nút nguồn, đường vào của nguồn này, cáp micro USB, nút reset trong trường hợp mà cần phải khôi phục lại dữ liệu gốc ban đầu. Cạnh trên đây là khe cài, nó chúng ta sẽ cài như này này. Phần này này các bạn sẽ cài vào này. Đó, và chúng ta đẩy vào là xong rồi. Phần cài cạnh bên này, thẻ nhớ, khe cắm thẻ nhớ SD hỗ trợ tối đa lên 64 GB. Phía dưới là các thông số khác. Đó. Bây giờ tôi sẽ thử cắm để xem giao diện của chiếc Xiaomi Z 2018 này có gì khác so với 2017 không nhá.
Tôi sẽ thử gắn cho các bạn xem này. Đó, rất là chắc chắn. Xoay thoải mái luôn. Phần này chúng ta sẽ lột băng dính 3M và gắn lên kính xe. Lấy tạm một đoạn dây cáp cắm nào. Chiếc Xiaomi Z này thì theo tôi thấy nó chất lượng hoàn thiện rất là cao. Tất cả các khớp này đều chi tiết này thì rất là cẩn thận, chỉn chu và chắc chắn. Và đây chúng ta sẽ cùng xem thử này. Phía trước này tôi vẫn còn đang để nguyên một phần lớp bóng kính chống xước. Do đó thì cam nó sẽ không thật sự lột tả hết sức mạnh của em nó đâu. Chúng ta cùng xem qua một chút giao diện này. Độ phân giải 30 khung hình trên giây 1296p. Cái này có thể tùy chỉnh được. Đó, xuống chỉ còn 720 30 khung hình trên giây này. 1080 Full HD. Bên cạnh này, ghi âm các bạn có muốn để tiếng hay không có tiếng. Như này là tôi đang tắt tiếng. Hỗ trợ chuyển động. Thời lượng của video mặc định là 5 phút. ADAS. ADAS này thì nó có sự khác biệt so với phiên bản cũ. Đấy là nó sẽ hỗ trợ được cảnh báo về trạch làn đường này, rồi là cảnh báo khoảng cách các xe phía trước, giúp chúng ta lái xe an toàn hơn. Wi-Fi để kết nối giữa điện thoại và Xiaomi Z này. Chúng ta có thể xem những hình ảnh video trực tiếp trên điện thoại luôn mà không cần phải rút thẻ nhớ. Định dạng thẻ SD, khu vực cài đặt gốc, giờ này, một số các thông tin khác. Bây giờ thì tôi sẽ thử cài đặt, tôi sẽ thử kết nối cái điện thoại này, điện thoại của tôi với lại chiếc Xiaomi Z này, xem chất lượng như nào nhé. Đầu tiên muốn kết nối được này, các bạn phải bật cái biểu tượng Wi-Fi lên, như này đang bật này, như thế này thì là tắt. Đó, tôi sẽ bật nó lên. Chờ một chút xíu. Rồi, ok, tôi bật lên rồi. Bây giờ thì tôi sẽ dùng điện thoại này. Điện thoại nào cũng được các bạn ạ. Của tôi là BlackBerry Q1, chạy hệ điều hành là Android. Các bạn có thể dùng iPhone hoặc là Android, Samsung, các thứ Xiaomi đều được. Tiếp theo các bạn lên CH Play hoặc là App Store, các bạn download phần mềm là ZDashCam. Nó sẽ có biểu tượng như này. Bấm vào. Một bảng điều khiển nó sẽ như này. Tôi đã kết nối một lần rồi nên bây giờ nó sẽ tự động nó kết nối thôi. Còn nếu mà các bạn chưa kết nối lần nào thì nó sẽ yêu cầu tìm kiếm. Và các bạn sẽ tìm thấy ngay lập tức. Tôi sẽ kết nối này. Đang kết nối. Connecting. Cái này rất là tiện lợi. Cái Xiaomi này công nhận là tiện lợi thật. Các bạn kết nối xong rồi xem độ phân giải trực tiếp Full HD trên điện thoại này. Các bạn có thể ra ngoài xe rồi trong những trường hợp mà cần phải tranh cãi với cảnh sát hoặc là có cái gì đó. À, bây giờ chúng ta sẽ kết nối xong, giao diện sẽ như này. Đó các bạn thấy này. Dạ, tôi sẽ quay thử chiếc cam này của tôi đi nhá, chiếc Xiaomi Z này, lung tung luôn. Đấy. Rất là nét. Khi mà các bạn kết nối như này rồi thì sẽ có những cái rất là hay. Đó là các bạn có thể chụp ảnh được này. Hoặc là khi các bạn gắn thẻ nhớ xong thì nó hiện lên đây. Những cái file mà bạn đã quay này, bạn đã quay trước đó nó sẽ hiển thị hết đây. Và bạn có thể down xuống được này. Down xuống xong các bạn tải lên YouTube này. Đó, khi kết nối xong nó sẽ như này. Rất là hay. Với cái mức giá 1 triệu 200 ngàn ấy, thì cái Xiaomi Z thì gần như không có đối thủ cam hành trình cơ bản tại thị trường Việt Nam. Một số cái điểm mạnh có thể kể đến của chiếc Xiaomi Z này. Thứ nhất này, nó là hàng chính hãng. Xiaomi hiện tại đang là gã khổng hồ lồ không công nghệ về thứ hai trên thế giới. Hàng của Xiaomi rẻ nhưng cực kỳ chất. Chất liệu hoàn thiện của chiếc camera này rất là cao. Đó các bạn thấy quan sát nhỏ gọn này. Tất cả các khớp kết nối đều rất là thông minh, chặt chẽ. Gần như không chê được điểm gì cả. Ống kính khẩu độ rất là rộng. Full HD. Chất lượng hình ảnh cực kỳ đẹp, âm thanh tốt. Ngoài ra thì nó có thể kết nối được với điện thoại nên là nó rất tiện dụng cho chúng ta có thể quan sát cũng như là trích xuất video để làm bằng chứng các thứ. Hiện tại thì các bạn có thể mua chiếc Xiaomi Z này theo cái link tôi gửi bên dưới là chỗ mà hôm trước tôi đã mua. Ngoài ra cái cam hành trình này nó cũng có cái rất hay nữa là có thể tự động ghi đè khi mà các bạn đã đầy thẻ nhớ. Bình thường ngày xưa chúng ta cứ phải xóa thẻ nhớ này, định dạng lại này, khi mà đã full. Và đây rất hay là các bạn cứ cắm vào mà khi nổ máy xe thì tự động quay này.
quay đầy thì tự động nó sẽ quay đè những cái video trước đó. Đó, bạn nào có nhu cầu mua thì có thể xem cái link bên dưới nhé, cực kỳ hay luôn. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip mà mở hộp tiếp theo. Xin chào.